Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Trong giai đoạn nuôi heo sau cai sữa, giai đoạn úm heo là giai đoạn quan trọng nhất. Giai đoạn này quyết định rất nhiều đến sự sinh trưởng và phát triển của heo sau này. Đồng thời, giai đoạn này thì sức đề kháng của heo giảm, kéo theo vấn đề rất dễ mắc đó là các bệnh về đường tiêu hóa và đường hô hấp. Một trong những yếu tố quyết định đến quá trình chăm sóc giai đoạn này là nền chuồng. Hiện nay có hai loại sàn khá phổ biến, đó là sàn nhựa và sàn bê tông. Tuy nhiên, các trang trại lớn thường chọn sàn nhựa vì ưu điểm của nó là có tính di động, dễ dàng lắp ghép và vệ sinh. Nhiều trại đã đầu tư hệ thống chuồng trại rất chi là lớn, nền chuồng hoàn toàn bằng sàn nhựa nhưng heo con vẫn tiêu chảy và hô hấp. Vậy nguyên nhân do đâu? Mời quý bà con cùng Dr. Vet đi tìm hiểu. Về ưu điểm của nuôi chuồng sàn là có độ bền cao nếu sử dụng đúng cách, giúp việc thoát chất thải xuống dưới dễ dàng hơn, tránh để heo con tiếp xúc trực tiếp với chất thải và phân hàng ngày. Khe hở này cũng được thiết kế để đảm bảo heo con không bị kẹp chân. Hạn chế nền chuồng quá thô ráp hoặc trơn trượt sẽ hạn chế được các bệnh viêm khớp trên heo. Dễ dàng phun rửa, lau nền chuồng làm cho nền luôn sạch sẽ và khô ráo. Nuôi trên chuồng sàn thì tiết kiệm thời gian cho lao động, đặc biệt là khâu lao động nặng nhọc, nhất là việc dọn rửa chuồng hàng ngày. Dễ dàng lắp ghép, tháo và để ngâm sát trùng sau mỗi lần xuất chuồng đối với chuồng sàn nhựa. Đặc biệt thì hạn chế tiếp xúc trực tiếp với nền đất lạnh. Thức ăn rơi vãi ra ngoài sẽ lọt qua các khe và sẽ hạn chế được heo con tiếp xúc với thức ăn rơi vãi, tránh tiếp xúc với những mầm bệnh gây hại đến sức khỏe. Lượng nước sử dụng trong nuôi chuồng sàn chỉ bằng 10-15% so với nền bê tông đổ toàn phần. Điều đó cũng có nghĩa là lượng dung dịch chất thải giảm, chi phí xử lý chất thải và xử lý môi trường cũng sẽ giảm tương ứng. Vậy, quý bà con thấy rất rõ là khi nuôi heo chuồng sàn thì sẽ hạn chế mầm bệnh rất nhiều. Tuy nhiên thì nhiều trại lại vẫn tiêu chảy và bị mắc các bệnh hô hấp. Vậy, lý do vì đâu? Trong chuyên đề ngày hôm nay, Dr. Vet sẽ cùng quý bà con đi tìm hiểu. Thứ nhất là về yếu tố gió lùa. Quý bà con có thể thấy là khi xây chuồng sàn, phía dưới thì sẽ xây hầm chứa phân và chất thải có chiều cao từ 55-75cm tính từ dưới nền của sàn nuôi. Chính khoảng trống này từ nền lên đến sàn sẽ tạo đường cho gió lùa từ bên ngoài vào, làm cho heo lạnh, gây bệnh cho heo. Đối với heo con, khi heo bị lạnh thì ngoài làm tăng khả năng gây bệnh, còn làm chúng nằm chống lên nhau, làm tăng tỷ lệ heo con trong giai đoạn úm bị chết. Vì vậy, giải pháp tốt nhất cho bà con là cần dùng các tấm gỗ để lót sàn. Vào mùa hè hay mùa đông, chúng ta cũng cần phải dùng tấm gỗ để lót sàn, để heo nằm sẽ không bị lạnh bụng. Thứ hai là về yếu tố nhiệt độ. Trong giai đoạn úm heo thì nhiệt độ đóng vai trò rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của heo con. Theo khuyến cáo thì giai đoạn úm, nhiệt độ thích hợp cho heo phát triển là 30 độ C. Trong ít nhất 3 ngày đầu tiên cho đến khi heo con ăn uống bình thường trở lại và có thể tự sản sinh đủ lượng nhiệt cho cơ thể. Khi đó thì nhiệt chuồng nuôi có thể hạ xuống 2-3 độ C. Như vậy, nếu chủ trại không quan tâm đảm bảo nhiệt độ cho chuồng úm, không thắp bóng úm, thậm chí là không có thảm gỗ hay là tấm lót thì sẽ làm heo lạnh, gây ra các hiện tượng là hô hấp và tiêu chảy. Các trang trại lớn thì vấn đề úm đang làm rất tốt, tuy nhiên thì một số gia trại đang làm kém vấn đề này. Heo giai đoạn úm rất hay gặp hiện tượng tiêu chảy và hô hấp do quá lạnh. Trong yếu tố nhiệt độ thì vấn đề sử dụng bóng úm cũng là yếu tố được quan tâm. Cần chú ý về độ cao của đèn so với con heo, tránh để quá thấp thì làm heo làm vỡ bóng đèn, mà treo quá cao thì lại làm phí điện và heo không được ấm. Vì vậy, treo như thế nào là phù hợp? Dr. Vet khuyến cáo bà con treo phù hợp là treo bóng đèn cách lưng con heo khoảng 60-80cm. Thứ ba là về độ thông thoáng. Đối với chuồng úm, tốc độ gió cần đảm bảo ở mức là 1.5m/giây. Ngoài vấn đề về đảm bảo giữ nhiệt, một vấn đề nữa mà quý bà con hay gặp, điều này lại đặc biệt xảy ra đối với các trang trại lớn, đó là yếu tố độ thông thoáng của chuồng nuôi. Nhiều trại mùa đông thì để tránh gió lùa, thì từ dán mát thì họ che toàn bộ hệ thống dán mát, giảm hoặc che hệ thống quạt hút gió, làm cho độ thông thoáng của chuồng nuôi rất chi là kém và chuồng rất chi là thiếu oxy. Ngoài ra thì nhiều trại dùng biện pháp sưởi ấm cho heo bằng ga, điều này đặc biệt nguy hiểm nếu độ thông thoáng không đáp ứng đúng chỉ tiêu kỹ thuật.
Giải pháp khuyến cáo của chúng tôi là bà con có thể dùng bạt để ngăn không cho heo bị gió lùa mà vẫn giữ cho chuồng nuôi được độ thông thoáng bằng cách là ngăn bạt từ dưới lên đến thành chuồng úm ở mỗi ô úm. Ngoài ra thì cần che bạt từ dưới lên đến 50% rán mát để đảm bảo không khí trong chuồng nuôi vẫn được lưu thông thông thoáng và heo con sẽ không bị gió lùa. Đối với đèn úm bằng ga thì tất cả các đường dẫn khí trong chuồng nuôi phải được thường xuyên kiểm tra, giám sát, làm sạch bụi bẩn để không khí trong lành lưu thông trong chuồng nuôi. Thứ tư là về mật độ nuôi phù hợp từ 10 đến 35 kg là 0,4 đến 0,5 mét vuông trên con. Yếu tố này thì quý bà con cũng cần chú ý, đặc biệt là đối với những trại lớn. Yếu tố này thì các gia trại thì thực hiện khá tốt. Bởi vì là các trại lớn thường chủ quan nuôi chuồng sàn nên là thường nuôi chật hơn. Nếu mật độ nuôi không đảm bảo thì làm heo chậm tăng trưởng, kéo theo lợi nhuận của người chăn nuôi giảm. Vì vậy, tùy theo kích thước của chuồng mà quý bà con nên thả số lượng heo phù hợp với ô chuồng. Thứ năm là về vệ sinh chuồng nuôi. Trong giai đoạn úm, heo con có sức đề kháng yếu, mẫn cảm và dễ bị nhiễm bệnh từ các yếu tố mầm bệnh, phơi nhiễm từ bên ngoài môi trường. Chính bởi lẽ đó, nếu chủ quan và dựa vào những ưu điểm của chuồng sàn mà buông lỏng việc quản lý vệ sinh chuồng trại thì sẽ là mối nguy lớn về bệnh trên heo con. Vậy, đối với chuồng sàn, chúng ta cũng cần phải thường xuyên vệ sinh, lau dọn sạch sẽ. Nếu còn phân trên nền chuồng thì cần được dọn sạch sẽ và thường xuyên trong ngày. Định kỳ thì chúng ta cũng cần phải phun sát trùng, ô nuôi, lối đi trong chuồng và ngoài chuồng. Ngày nào thì cũng cần phải quét dọn, xịt gầm để phân và cám. Khi bị rơi xuống thì chúng ta sẽ hạn chế được vi khuẩn gây bệnh. Tối thiểu thì một tuần phải xả gầm, xả nước để rửa ống thoát nước. Như vậy, trong chuyên đề kỳ này, Dr. Vet đã giới thiệu đến quý bà con về những chú ý khi úm heo con sau cai sữa trên chuồng sàn. Tuy chuồng sàn có nhiều ưu điểm hơn so với nền bê tông, nhưng quý bà con chăn nuôi cũng cần phải chú ý để không gặp những vấn đề đáng tiếc xảy ra. Rất mong những video của Dr. Vet sẽ giúp cho quý bà con chăn nuôi thêm những hiểu biết để chăn nuôi ngày càng thành công. Rất cảm ơn quý bà con đã theo dõi, ủng hộ các video của Dr. Vet. Chúc cho quý bà con chăn nuôi ngày càng thành công và có thật nhiều lợi nhuận. Xin chào và hẹn gặp lại bà con ở những chuyên đề tiếp theo.